Một tô mì ramen mà ba ba tụi nhỏ vào bếp nấu cho vợ ngày mưa bão. Chuyện là hôm trước mình về quê để lấy giấy kết quả khai sinh cho thằng Usota. Anh thanh niên này thì sinh đúng vào tâm dịch nên mọi việc đều bị chậm trễ, từ giấy khai sinh đến việc nhập hộ khẩu vào ông bà ngoại. Trời ơi, lúc Sota được hơn 3 tháng, may sao đại sứ quán Nhật mở cửa đặt cách cho đi làm quốc tịch. Thế là Sota chính thức trở thành công dân Nhật. Còn quốc tịch Việt Nam ấy thì do mẹ bị vướng một số công việc, thêm nữa là thời điểm hỏi về thủ tục ấy thì cứ bị thiếu giấy tờ này kia. Thế là mãi khi Sota tròn 10 tháng thì mình mới về quê để lên huyện làm. Giấy tờ làm khai sinh thì bắt buộc phải có văn bản thỏa thuận quốc tịch của bố hoặc mẹ là người nước ngoài, phải được dịch và công chứng hợp pháp, hoặc là cả bố lẫn mẹ phải có mặt để viết văn bản thỏa thuận quốc tịch cho con tại khu vực làm hồ sơ khai sinh nhé. Đợt này thì khi mà về làm khai sinh cho em Sota thì ba ba tụi nhỏ phải về Đồng Nai và lên sở tư pháp ở trên huyện để cùng với mình làm khai sinh cho con. Ba ba thì phải viết văn bản thỏa thuận bằng tiếng Nhật và ký tên trước sự chứng kiến của người làm hồ sơ luôn. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ khai sinh cho Sota thì rất là kỹ tính, có tâm với nghề ghê luôn, nên là giấy tờ ấy rất chỉnh chu và khá kỹ mới được chấp nhận đấy. Sau hơn 2 tuần thì Sota có giấy khai sinh, mình phải về xã để xin cho con vào hộ khẩu của ông bà ngoại rồi lại xin ký cái giấy để lên tỉnh, rồi vào cục xuất nhập cảnh để làm passport cho Sota. Ui dồi ôi, bao nhiêu là thủ tục. Thế mà đến phút cuối lên tới cục xuất nhập cảnh thì trời đổ mưa như chút nước, đường xá thì ngập bì bõm. Và xui hơn là khi mà nhận thông báo từ ngày 1 tháng 6 tới 1 tháng 7 ấy, là không có nhận hồ sơ và cũng không cấp hộ chiếu trừ trường hợp khẩn cấp. Đấy, vậy là sau khi lên đến nơi thì mình lại ghé vào quán nước ngồi đối diện, uống một ly cam vắt, ngắm mưa rồi về lại Sài Gòn. Về tới nhà thì ba ba tụi nhỏ nấu cho tô mì ramen, chính lòng đào ăn cho ấm lòng này. Thôi lại chờ tới 2 tháng 7 rồi về cục xuất nhập cảnh Đồng Nai để nộp lại passport cho Sota, rồi tiện thể làm mới luôn passport cho mình này, cho thằng anh Hai Sân với lại Sana nữa, vì cả ba mẹ con đều hết hẹn rồi.